ty điện tử tin học viễn thông ở Nha Trang. Xin chào mọi người, mình là Yến bên công ty NT Gold. Công ty quảng cáo Văn Hoa tại khu vực huyện EK, tỉnh Đắk Lắk. Quảng cáo Quỳnh Ý ở Long Xuyên, An Giang. Mình là chủ sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn tổng hợp Anh Vương. Anh là bên công ty quảng cáo Dư Lợi tại Kiên Giang. Gửi hàng cũng trong buổi chiều là có liền, sáng mai là có liền hết. Đến sự kiện và mình được gặp gỡ rất nhiều người và tiếp thu được thêm nhiều những cái kiến thức mà để phục vụ cho công việc của mình sau này. Điều làm mình hài lòng nhất về Lễ Thật Tân là về thái độ phục vụ của các em là rất là tốt và giao hàng nhanh. Mấy em rất nhiệt tình. Cảm nghĩ anh là rất là thích, tại vì mình đến đây mình học hỏi được nhiều kiến thức mới bổ sung cho công việc của mình á. Mình cảm thấy rất là hài lòng là tại vì mình được trực tiếp của hãng sản xuất ra hỗ trợ về kỹ thuật nhiều cái mảng như này, rất là tốt. Anh thấy thái độ phục vụ với hỗ trợ kỹ thuật rất là tốt, ok. Ấm nào không hiểu mấy em rất tư vấn rất là nhiệt tình. Mình rất là cảm ơn vì Lễ Thật Tân đã tổ chức lên cái sự kiện này. Muốn đồng hành với Lễ Thật Tân. Sau hôm nay thì anh cũng mong muốn Lễ Thật Tân có nhiều cái buổi hội thảo gì để hỗ trợ cho khách hàng được nắm bắt được cái những cái công nghệ mới. Mong Lễ Thật Tân càng ngày càng lớn mạnh hơn, phát triển nhiều hơn nữa. Tới thì chắc chắn mình sẽ tham gia và ủng hộ bên Lễ Thật Tân mình rất là nhiều.